Hả? Có chuyện gì nói cho tao nghe. Tụi ăn chay em với ăn xe cô nó ăn hiếp tao nữa kìa. Mẹ tụi nó suốt ngày ăn không người rồi rảnh ăn hiếp con ta không à. Ôi, mày bình tĩnh lên đi Doraemon. Mày mà lấy súng giết bọn nó là mày gỡ lịch chủ đích mỗi tay luôn á Doraemon. Mày muốn đi tù hả? Hay mày có món bảo bối gì lấy ra cho tao mượn đi. Mày nè, bảo bối cái đầu mày lớn tổng ngọng như vậy rồi mà suốt ngày cứ mượn bảo bối của tao xài hoài là sao hả? Thức tỉnh đi mày. Lần này cứ nghe lời tao quấn tụi nó một trận cho chừa. Có bà mẹ tin mày, em trai tin mày, có mình tao là không tin mày thôi. Mày phải mạnh mẽ lên chứ Nobita. Thử nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng bị ăn đập. Mày cứ thử lần cuối cùng đi, đứa nào bị ăn đập. Mày cứ yên tâm đi, lần này tao sẽ hỗ trợ mày hết mình. Đi, đi chơi tụi nó. Ủa Doraemon, rốt cuộc là mày muốn hỗ trợ tao như thế nào vậy hả Doraemon? Tao sẽ hỗ trợ mày nói chuyện, mày cứ việc nói cho đã đi. Tao làm sao tao nói phụ cho, yên tâm. Lỡ như nó đập tao nữa làm sao mày? Tao đập mày trước á nghe Nobita. Tụi nó kìa. Mày biết trang Masaba miền chấm nét không? Biết. Rồi bây giờ tính làm sao nữa hả Doraemon? Bây giờ mày cứ gọi lớn tên nó cho tao. Ừ. Ê chay em. Ê hàng chay em lòi rúng. Mày mới vừa nói cái hàng nào lòi rúng hả Nobita? Cái rúng của chay em nó bị lòi mất mới như mày nói đến lòi rúng. Mỏ mày nhộ mà còn đớt nữa Seiko. Ê Doraemon, mày nói gì nữa đi. Nói cái quần gì? Hồi nãy mày nói bè theo tao mà. Nhanh lên đi Nobita, mày mà chậm quá hàng chay em nó lấy cái rúng này nó thắt cổ mày á. Tao thắt luôn cái mỏ mày nghe. Thắt cái quần què. Chuẩn bị đi chết đi mấy cái thằng cờ hó. Cờ hó. Ê cái thằng kia, mày nói ai cờ hó đó hả mày? Tao nói mày nói cái thằng quần què hát dở như cờ hó vậy á. Chạy anh, hôm nay tao quyết khô máu với mày nè. Chết đi. Ủa sao tao quýnh mạnh gì mà mày không té vậy? Đánh như cái quần què vậy mà cũng đòi đánh. Chạy anh đánh ngu vi lờ luôn á. Kể từ giờ về sau cấm nhờn dĩ bố nghe không? Nhận cái quần què có ngon lại đây đánh tao tiếp nữa nè mày. Hát đã dở đúng đại lội mà quýnh còn yếu nè. Tao không có nói gì nha cha em, tao không phải tao. Ý mà có tao đi theo rồi mà cũng không có giải quyết được gì, mày đúng là yếu thiệt á. Kể từ ngày hôm nay tao sẽ lên kế hoạch. Tập tạ đi mày. Ok, bây giờ sẽ kiểm tra mày thể hiện cho tao coi. Cơ bắp ok, dẻo dai ok, tinh thần ok, hấp chim con mèo cho tao. Sức mạnh ok, good. Ok, bây giờ tao thấy mày thành tài rồi đó Nobita. Mày có thể thực hiện ước mơ của mày ngay từ bây giờ được rồi. Bây giờ đi kiếm chạy em đi xe cô quýnh đi mẹ nó cho tao. Mày cứ việc móc 6 cái mũ quýt ra chọi thẳng vô hai cái băng mặt nó vậy là được rồi, hiểu chưa? Anh Doraemon ơi, có chuyện gì không? Anh làm gì thế ghê vậy? Anh biết mày ngày gì không? Ngày gì kệ nó, không cần biết. Ngày mai là sinh nhật của em mà, cái gì mà không biết. Người yêu gì kỳ cục, sinh nhật cũng không nhớ nữa. Yêu thì yêu, sinh nhật thì sinh nhật, có liên quan gì đâu. Vậy bây giờ anh không muốn phập nữa phải không? Phập thì cái hàng người yêu nào mà không muốn nói vậy cũng nói cho được nữa. Mày biết chỗ nào bán nước hoa giá rẻ không? Tụi bay là những đứa nào dám giác sát tới đây? Còn hỏi vụ nước hoa nước quyết gì nữa, tính tặng cho người yêu của tao phải không? Nhưng người yêu của tao chỉ yêu con mình tao thôi, mày đừng có mơ. Biến hết đi. Ê, cái con mèo mái lùn mã tử vô duyên nghe mày. Đúng rồi đó, tao tính tặng cho đô đi mê chai nước hoa nhân ngày sinh nhật. Tao tuyên bố cua người yêu của mày á. Nói nghe mắc ỉa. Mày biết nghệ của tao nó thích mùi nước hoa gì không mà mua? Không tin mày hỏi đi, con mình tao biết à. Suốt cuộc đời này mày cũng không biết nó thích Chanel đâu. Trời Chanel. Doraemon, em muốn xài bao nhiêu anh sẽ mua cho em một rổ. Mày mua rổ về tắm củ cố mày hả? Nói rổ chứ mua hai chai thôi, tại năm nó xài hai lần lận. Mà đâu phải riêng Chanel, hương hiệu gì cũng có hết. Giá rẻ mà mùi hương cực lâu, mày có gồng được với tao không mà láo? Hả mày, cái con mèo máy kia. Bố khỉ cái thằng quần này, bộ mày tưởng tao biết chỗ mua chắc. Tao sẽ tới săn nước hoa mua trước mày. Anh mà để thua là em quen gây ráng chịu quá nghe. Nếu có quen thì để anh. Rồi ok, sẵn sàng, chuẩn bị ngã cây chạy nha. Đi à. Người ta đang đua tự nhiên leo lên chi vậy Doraemon? Vậy hả? Xe đạp mày đặt đua với xe máy hả? Đồ khùng. Yeah, hay quá, vậy là em không có cơ hội quen gây rồi. Anh Doraemon, anh đã bị bắt vì tội gian lận, dám tiêm chích chất Phật Mô Sa vào người để tăng cường sức lực cơ thể.
có bị khùng không? Anh đứng im nói cho tôi. Đứng im vậy mà bắn cũng không trúng nữa trời. Anh Doraemon, tới sàn nước qua mua nước qua cho em đi. Ôi. Ê, nó nện trúng em rồi. Nó nện có vài cái không sao đâu. Anh với em quen nhau hơn chục năm mà sao em nói gì hết vậy? Mà có sao không? Phép nhiều. Trong trống kia. À, mày ăn cơm Formosa hả? Bởi vì ta thằng Nobita giết người. Thằng điên kia, thả cho em ra. Tình mới nhận, hôm nay có nhất ba người đã bị giết chết. Hung thủ được xác nhận chính là tình Nobita. Thằng điên này trở nên hung dữ và mất kiểm soát sau khi ăn cá ở Formosa. Khuyến cáo mọi người, từ nay chuyển qua ăn thịt thớt đi, đừng có ăn cá nữa. Thịt mèo cũng được. Mày được lắm Nobita. Tao sẽ đi bắt mày về. Ê Doraemon, Nobita nó giết người quá trời kìa, mẹ biết chưa? Lại mày đưa hả Seiko? Giờ mà không gõ cửa, tao quấn chức mẹ mày nha mày. Lỡ tao đang xem xếp thì sao? Thằng Nobita bị như vậy mà mày còn ngủ rượu với xem xếp nữa hả Doraemon? Em nghĩ tao tức giận đi cơ mẹ, thôi uống rượu quýnh mày. Sao mày không chết ma tí luôn đi? Mẹ mày nói mới nhớ, tao vừa chết liệu cuối cùng rồi. Giờ thằng Nobita mày tới mày nhắm trời lại ông Doraemon. Khổ máu. Anh chó Doraemon ở đây. Mày kêu ăn cá vô mua sao được có cơ bụng sáu múi. Mà sao nó ra quá vậy quả đất muối giống người đồn biến dữ này ha. Có phải vậy không Doraemon? Không phải mình thằng điên nó đâu. Trời đất ơi sao lời ra con Shizuka thấy cơm gì? Mày nhắm Shizuka chơi lại không Doraemon? Mẹ thằng Nobita tao muốn chơi lúc nào chả được. Cùng lắm tao cho cái chai vô đầu nhưng mấy lần giúp thôi. Mẹ mày ồn ào à. Em mày tránh mất tụi nó Doraemon. Giết người là đi thù đó nha Doraemon. Thức điểm như này. Ủa sao? Rửa cái mặt chó mày đi rồi ra đây nó chửi với tao. Mẹ mày nói gì? ลูกทั้งสองคนช่วยไปตัดหญ้าหน้าบ้านให้แม่หน่อยสิคะไม่เห็นหรือไงเรากำลังทอดโอกาสกันโอเคbố tao hút rất nhiều thuốc. Hai thằng mặt thuận nó mang hàng tới kìa. Đừng nói mạnh quá trời à. Sợ đéo gì? Muốn sống thì mẹ mồm đây. Nhưng mà tao sợ cháy lắm. Tao sẽ bảo vệ mày, cố lên. Tao sẽ đầu hàng. Tao đầu hàng. Tao đầu hàng. Để cho tao sống. Ê Seiko à. Mày giỏi lắm không à. Yeah. Alo. Chết mẹ rồi. Con mẹ mày Nobita. Thằng chó kìa. Tao sẽ giết mày trả đường cho món. Con mẹ mày Nobita. Đâu má, con cu mày lội ra kìa Nobita. Nói lại là sao, có đéo gì đâu. Ừ.
Oh,